chào quý khán giả của FPT Play. Chúng ta đang theo dõi hình ảnh trên sân vận động Lạch Tray tại thành phố Hải Phòng. Và trước mắt chúng ta sẽ là trận đấu trong khuôn khổ lượt đấu thứ hai của bảng A, vòng loại U20 châu Á 2025 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U20 Bhutan. Ở lượt trận đầu tiên thì đội tuyển U20 Việt Nam không thi đấu. Và tới lượt trận thứ hai này thì Bhutan là đối thủ đầu tiên của chúng ta tại bảng A. Chúng ta sẽ cùng đến với đội hình xuất phát của đối khách U20 Bhutan trong trận đấu này. Họ được dẫn dắt bởi huấn luyện viên người Nhật Bản ông Takahashi. Trong khung gỗ là thủ thành mang áo số 20 Jetsuen, hàng thủ gồm số 3 Namuken, số 4 Gisesen, số 13 Nima, số 6 Tenjin. Hàng tiền vệ 4 người gồm số 14 Penjo Gisesen, số 7 Kim Chang Toden, số 8 Liam Tenjin mang bằng đội trưởng, số 5 Kelly Pejo. Và trên hàng công là cặp tiền đạo mang áo số 10 Ngawang Chopin và số 11 Kaman Ureon. Và chúng ta cũng sẽ đến với đội hình xuất phát của đội tuyển U20 Việt Nam. Thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh ra sân với sơ đồ 4-2-3-1. Trong khung gỗ là Phạm Đình Hải, hàng thủ gồm số 3 Bảo Long, số 5 Tuấn Khải, số 4 Văn Thọ, số 2 Thanh Bình. Hàng tiền vệ 5 người gồm số 6 Ngọc Chiến, số 8 Quang Diệt, số 17 Hoàng Khanh, số 7 Lê Phát, số 14 Minh Tiến. Và tiền đạo cắm duy nhất mang áo số 9 Nguyễn Đăng Dương. Ở trong danh sách dự bị thì Nguyễn Công Phương vẫn góp mặt. Ngày hôm qua thì Công Phương vẫn nằm trong danh sách đăng ký thi đấu của câu lạc bộ thể công Viettel trong chiến thắng 2-1 của đội bóng này trước câu lạc bộ Hà Nội tại vòng 2 của LP Bank V-League 1 2024-2025. Đó là đường truyền của Hoàng Minh Tiến. Người đang có bóng là Lê Phát. Lê Phát tạt vào và đẩy bóng ra của thủ thành Doji. Dứt điểm từ xa, 1-0 dành cho U20 Việt Nam. Đó là cú đá sấm sét tới từ Nguyễn Bảo Long. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Đường truyền rất hay tới từ Minh Tiến và người thoát xuống là Nguyễn Lê Phát. Quả tạt khó chịu của Lê Phát đã khiến cho thủ thành Doji phải phá bóng ra. Và ở tuyến này thì Nguyễn Bảo Long đã có mặt đúng lúc và tung ra một cú đá căng và sắc như dao cạo, chéo góc, xuyên thẳng mảnh lưới của đội tuyển U20 Bhutan. Một khởi đầu mạnh mẽ, bóng đi qua một dừng chân sau cú đá của Bảo Long. Bảo Long sút ngay, không vào. Lại thêm một sự bất ngờ nữa tới từ Nguyễn Bảo Long dành cho thủ thành của đội tuyển U20 Bhutan. Nhưng lần này thì thủ môn đội bạn đã chơi đầy cảnh giác. Đội tuyển U20 Bhutan chính là một trong những đội bóng đã có mặt sớm nhất tại thành phố Hải Phòng trong khoảng thời gian đã qua của thầy trò huấn luyện Hứa Hiền Vinh. Nhưng đây là cơ hội dành cho đội bạn. Dứt điểm, không vào. Không thể coi thường U20 Bhutan. Đó là pha uy hiếp khung thành U20 Việt Nam tới từ Kaman Ureon. Và di chuyển thông minh của cầu thủ mang áo số 11. Và sau đó là cú đá bằng chân trái đi thiếu chính xác. Có khá nhiều những cầu thủ đang thi đấu tại V-League. Đây là pha xử lý của Đăng Dương. Cười, không vào. Đăng Dương trước đó đã có pha xử lý cá nhân và tạo ra cú dứt điểm khiến cho thủ thành Doji không thể bắt dính bóng. Nhưng ở tình huống tiếp ứng thì Nguyễn Lê Phát đã không thể tận dụng để nâng tỷ số lên 2-0 cho U20 Việt Nam. Rất mềm mại. Đăng Dương đã vượt qua hai cầu thủ đối phương trước khi tung ra cú đá từ ngoài vòng cấm địa. Nhưng nó chưa đủ khó để đánh bại được Doji. Và ở pha bóng tiếp theo thì góc sút là hơi hẹp dành cho Nguyễn Lê Phát. Ngọc Chiến chuyển hay, khá bình tĩnh. Nhưng sau đó thì Nguyễn Lê Phát đã không thể nhân đôi cách biệt cho U20 Việt Nam. Và phối hợp xứng đáng nhận được sự khen ngợi tới từ Nguyễn Ngọc Chiến và Nguyễn Lê Phát. Trọng tài cho các thủ U20 Bhutan được hưởng phép lợi thế. Khá hay. Và sau đó là cú đá tới thẳng vị trí của Phạm Đình Hải. Đội bạn cũng đã có cho mình những cơ hội.
ở khu vực giữa sân thì U20 Việt Nam chưa thể kiểm soát thực sự tốt vào khu trung tuyến. Chúng ta đã để mất bóng khá nhiều. Đây là một pha bóng như vậy. Và nó đã giúp cho U20 Bhutan ngay lập tức thiết lập một tình huống tấn công nhanh. Nga Hoàng Chopin đáng tiếc trong pha bóng này đã không thể đánh bại được Phạm Đình Hải. Và sau đó thì Bảo Long đã đón lõng tốt ở tuyến 2. Qua được thủ môn. Bàn thắng dành cho U20 Việt Nam. Và phối hợp sắc nét. Đăng Dương là người lên tiếng. Đây là sự sôi động trên các khán đài Lạch Tray với bàn thắng thứ hai thuộc về U20 Việt Nam. Và xử lý mẫu mực của Đăng Dương. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Một tình huống chọc khe rất hay, dường như là của Công Phương. Thủ thành của đội bạn Doji đã băng ra ngoài khu vực an toàn. Và điều đó dễ dàng để Đăng Dương có thể vượt qua thủ thành đối phương và đệm bóng vào lưới trống một cách nhẹ nhàng. Đó chính xác là đường chọc khe của Công Phương. Sự thay đổi người của huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh đã phát huy tác dụng. Đường truyền chuẩn từng cm của Công Phương dành cho Đăng Dương. Hai cầu thủ của Thể Công Việt Theo đã có được sự hiểu ý nhau trong pha bóng này. Đăng Dương di chuyển vào khoảng trống và ngay lập tức nhận được đường chọc khe tới từ Công Phương. Tài Sen. Cơ hội dành cho đội bạn. Cú đá là của trung vệ Kenley Gansen. Bóng đi cắt ngang qua khung thành của U20 Việt Nam. Nhưng đó cũng là pha bóng mà chúng ta đã tổ chức phòng ngự chưa thực sự tốt. Tiếp tục là Công Phương. Dứt điểm. Wow! 3-0 dành cho U20 Việt Nam. Pha phản công mẫu mực. Và cầu thủ được đánh giá là nổi bật nhất trong đội hình của huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh, Công Phương đã biết cách lên tiếng, được tung vào sân trong hiệp 2 và Công Phương đã có cho mình một đường kiến tạo. Và bây giờ thì tự anh điền tên lên bảng tỷ số. Đây là nhịp chạm đầu tiên để Công Phương có thể thoát đi tốc độ. Và cuối cùng thì cầu thủ này có cho mình sự điềm tĩnh ở pha xử lý cuối. Quan sát rất kỹ và đưa ra pha dứt điểm. Quả tạt của Công Phương đánh đâu. 4-0 dành cho U20 Việt Nam. Chiến thắng ròn rã. Người đã lập công đó là Hữu Tuấn. Một cầu thủ không quá cao, nhưng có quá nhiều những khoảng trống để Hữu Tuấn có thể đưa ra một cú lắc đầu làm bó tay từ thành Jody. Công Phương có cho mình thêm một pha kiến tạo nữa trong trận đấu này. Vào sân từ đầu hiệp 2, ghi một bàn thắng và có hai đường kiến tạo. Nam từng có chuyến du đấu tại Đức. Đây là một thời cơ, chưa thể là 5-0, dứt điểm. Vẫn chưa vào. Và sau cùng thì Hữu Tuấn đã rơi vào vị trí biệt vị. Hữu Tuấn quá đáng khen với pha xử lý đồng đội. Nhưng ở phía trong thì Minh Tâm đã không đủ độ sắc trong nỗ lực dứt điểm liên tiếp của mình. Vẫn đang là Long Vũ. Đường truyền trở lại cho Công Phương. Công Phương dứt điểm. Một màn trình diễn quá hoàn hảo của Nguyễn Công Phương khi được tung vào sân. 5-0 dành cho U20 Việt Nam. Hai bàn thắng, hai đường kiến tạo. Anh chính là đầu tàu trên hàng tấn công của U20 Việt Nam. Hãy cùng xem lại pha phối hợp giữa Lê Đình Long Vũ và Công Phương. Quá nhiều khoảng trống cho Công Phương. Đá đập vào mép trên, mép dưới của xà ngang.
không thể chống đỡ. Và đúng lúc này thì trọng tài người Iran đã nổi còi để khép lại trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Bhutan. 5-0 là kết quả của trận đấu này. 45 phút thi đấu được tung vào sân trong hiệp 2 và Công Phương đã ghi 2 bàn, cùng với đó là có 2 đường kiến tạo, góp công vào chiến thắng 5-0 của U20 Việt Nam. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.